À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em. Hôm nay mời các em hãy cùng cô bắt đầu khám phá và giải bài tập lịch sử 8, sách kết nối, bài 2, cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18. Trong video hướng dẫn sau đây, chúc các em có một buổi học thú vị. Câu hỏi trang 12 sách giáo khoa lịch sử 8 bộ kết nối. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18 được ví như cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu. Em biết những thông tin gì về cách mạng tư sản cuối thế kỷ 18? Vì sao cuộc cách mạng này lại được đánh giá như vậy? Các em có thể chia sẻ một số thông tin về cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18 như sau. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18 là một cuộc cách mạng xã hội sâu rộng. Thắng lợi của cuộc cách mạng này đã xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống phong kiến ở châu Âu. Cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, diễn ra dưới hình thức nội chiến cách mạng kết hợp với chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Quần chúng nhân dân Pháp là động lực chủ yếu thúc đẩy cách mạng tiến lên. Ngày 14 tháng 7, ngày tấn công ngục Bastille đánh dấu sự bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp đã được công nhận là ngày quốc khánh của nước Pháp vào năm 1880. Lá cờ có 3 màu, đỏ, trắng và xanh dương, xuất hiện trong cách mạng Pháp đã trở thành quốc kỳ của nước Cộng hòa Pháp từ năm 1946. Bài ca Marseillaise xuất hiện trong cách mạng Pháp cũng trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Pháp. Thông điệp tự do, bình đẳng, bác ái trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền đã trở thành một phần di sản của dân tộc Pháp. Như vậy, chúng ta có thể giải thích rằng thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp không chỉ tạo ra những thay đổi sâu rộng trong phạm vi nước Pháp mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc trong tiến trình lịch sử châu Âu suốt thế kỷ 19. Và với lý do như vậy thì cuộc cách mạng này được ví như cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu. Chúng ta cùng bước sang phần câu hỏi giữa bài. Câu hỏi 1 trang 14, sách giáo khoa lịch sử 8 bộ kết nối. Khai thác hình 2.1 và thông tin trong mục, hãy nêu những nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18. Các em có thể quan sát hình 2.1 là tình cảnh người nông dân nước Pháp trước cách mạng. Đây là một bức tranh biếm họa cho thấy người nông dân sẽ phải gánh trên lưng giai cấp tư sản và bọn cầm quyền. Từ bức tranh đấy có thể nhận ra rằng về mặt nguyên nhân sâu xa chính là những chuyển biến quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng ở Pháp cuối thế kỷ 18 là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp. Cụ thể hơn là về phía kinh tế, cuối thế kỷ 18, Pháp vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu, nền công thương nghiệp của nước Pháp có bước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa nhưng bị kìm hãm nặng nề bởi những quy định ngặt nghèo của chế độ phường hội. Về mặt chính trị thì vào nửa sau thế kỷ 18, chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp đã lâm vào tình trạng khủng hoảng. Sự chuyên chế và hà khắc của vua Louis XVI và sự quan liêu tham nhũng của tầng lớp quan lại đã gây nên nhiều bất bình trong nhân dân. Về mặt xã hội thì xã hội Pháp phân chia thành 3 đẳng cấp, quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba. Trong đó, quý tộc và tăng lữ là hai đẳng cấp nắm mọi chức vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước, quân đội và giáo hội, có mọi đặc quyền và được miễn các loại thuế. Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp tầng lớp khác nhau và chịu nhiều áp bức bóc lột. Về mặt tư tưởng thì thông qua trào lưu triết học ánh sáng thế kỷ 18, các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản đã đả phá chế độ phong kiến và giáo hội, mở đường cho cách mạng bùng nổ. Về mặt nguyên nhân trực tiếp là sự kiện ngày 5 tháng 5 năm 1789, vua Louis XVI triệu tập hội nghị ba đẳng cấp để tăng thuế cũ và đặt thuế mới, nhưng không đạt được sự đồng ý của đẳng cấp thứ ba. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba và chính quyền phong kiến chuyên chế lên cao. Câu hỏi 214 sách giáo khoa lịch sử 8 bộ kết nối. Hãy xác định trên lược đồ trang 7 địa điểm diễn ra cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18.
Các em có thể quan sát trên màn hình phần cô đánh dấu mũi tên màu đỏ là địa điểm diễn ra cách mạng tư sản Pháp. Chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi 1, câu hỏi giữa bài trang 14 sách giáo khoa lịch sử 8 bộ kết nối. Hãy nêu kết quả của cách mạng tư sản Pháp. Vậy thì từ những cái thông tin phía trước mà cô đã hướng dẫn các em giải các bài tập thì đến phần này các em có thể khái quát được kết quả của cách mạng tư sản Pháp, đó là xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, thết lập nền cộng hòa ở Pháp, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền và khẳng định các quyền tự do dân chủ của công dân. Đến với câu hỏi 2 trong 14 sách giáo khoa lịch sử 8 bộ kết nối, yêu cầu của bài này như sau. Hãy cho biết ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính của cách mạng tư sản Pháp. Cô hướng dẫn các em khái quát phần này như sau. Về ý nghĩa thì cách mạng tư sản Pháp mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản ở Pháp. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nước Pháp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, nhất là ở châu Âu, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng các nước, tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái được truyền bá rộng rãi. Về tính chất thì đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình, nó thiết lập chế độ cộng hòa cùng các quyền tự do dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng đất cho người nông dân, xóa bỏ chế độ đẳng cấp và quan hệ sản xuất phong kiến. Đặc điểm chính là lực lượng lãnh đạo, là giai cấp tư sản, hình thức là nội chiến cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cùng làm bài luyện tập 1 trang 14 sách giáo khoa lịch sử 8 bộ kết nối. Yêu cầu là em sẽ phải lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau của cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18 về nguyên nhân, kết quả, tính chất, ý nghĩa và đặc điểm chính. Như bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ về cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Và ở trong bài tập này, sau khi tìm hiểu về cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18, chúng ta có thể lập bảng so sánh như sau. Trước hết, về điểm giống nhau thì nguyên nhân sâu xa, những chuyển biến trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Về ý nghĩa thì các cuộc cách mạng này đều xóa bỏ những rào cản mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Về tính chất thì đây đều là các cuộc cách mạng tư sản. Về điểm khác biệt thì nguyên nhân trực tiếp của cách mạng tư sản Anh là mâu thuẫn giữa quốc hội với các thế lực phong kiến. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ là sự kiện chè Boston, còn cách mạng tư sản Pháp là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với chế độ phong kiến chuyên chế. Kết quả là cách mạng tư sản Anh đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản và quý tộc mới lên nắm quyền. Kết quả của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ là lật đổ ách thống trị của thực dân Anh và thành lập Hợp Trung Quốc Mỹ. Kết quả của cách mạng tư sản Pháp là lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế và đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền. Lãnh đạo của giai cấp lãnh đạo của cách mạng tư sản Anh là giai cấp tư sản và quý tộc mới. Lãnh đạo của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ là giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô. Còn lãnh đạo của giai cấp của cách mạng tư sản Pháp là giai cấp tư sản. Về hình thức thì nếu như cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nội chiến cách mạng thì chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ lại diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc và cách mạng tư sản Pháp diễn ra dưới hình thức là nội chiến cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đến với bài luyện tập 2 trong 14 sách giáo khoa lịch sử 8 bộ kết nối thì có ý kiến cho rằng cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18 là cuộc đại cách mạng. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Chúng ta hoàn toàn đồng tình với ý kiến cho rằng cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18 là một cuộc đại cách mạng, bởi vì cách mạng tư sản Pháp đã giải quyết triệt để những nhiệm vụ dân tộc và dân chủ đặt ra cho nước Pháp cuối thế kỷ 18, cụ thể là nhiệm vụ dân tộc thống nhất lãnh thổ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất, qua đó để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa, đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng. Về nhiệm vụ dân chủ là xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế, xác lập nền dân chủ tư sản, xóa bỏ chế độ đẳng cấp, ban hành các quyền tự do, bình đẳng, đảm bảo quyền tư hữu về ruộng đất cho nông dân.
Thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp không chỉ đưa đến những thay đổi sâu rộng trong phạm vi nước Pháp mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong tiến trình lịch sử châu Âu nói riêng và nhân loại nói chung. Ví dụ như những tư tưởng tiến bộ trong trào lưu triết học ánh sáng ở Pháp đã được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều nơi trên thế giới, làm cho thế kỷ 18 đi vào lịch sử với tên gọi thế kỷ ánh sáng, cổ vũ phong trào đấu tranh chống phong kiến ở các nước châu Âu, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng của các nước. Vận dụng trang 14 sách giáo khoa, lịch sử 8 bộ kết nối. Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, Internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 dòng giới thiệu về sự liên quan của quốc kỳ, quốc ca nước Pháp hiện nay với cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18 và ý nghĩa của điều này. Các em có thể quan sát trên màn hình, cô đã cung cấp thông tin tham khảo rất đầy đủ về cái mối liên hệ giữa quốc kỳ và quốc ca của nước Pháp. Các thông tin như sau: lá cờ có 3 màu đỏ, trắng và xanh dương xuất hiện trong cách mạng Pháp, trở thành quốc kỳ của nước Cộng hòa Pháp từ năm 1946. Trong đó, màu xanh dương tượng trưng cho hòa bình, sự tự do và hy vọng. Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, công lý và công bằng. Màu đỏ tượng trưng cho máu của những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, cũng đồng thời là biểu trưng cho sự bác ái yêu thương con người. Bài ca Marseillaise xuất hiện trong cách mạng Pháp cũng đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Pháp từ năm 1879. Như vậy là bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.